Sâu ở đâu? Sâu nào? Sâu hôi nách này. Con vừa sao Thái gửi ốc các bếp mà lại có sâu ở đây là kèm sao? Con sâu á. Ghê vậy? Đâu sâu đâu? Nè có con nhỏ xíu nó đang bò bò ở đây nè. Đây này cả nhà. Ủa mà sao anh Thái gửi ốc các bếp lên nhiều dữ vậy ta? Con sâu. Hồi sáng là có gửi một phần cho chị Bình Tinh chưa? Gửi chị Bình Tinh luôn hả? Ừ. Trời ơi anh Thái chơi rộng dữ vậy. Không anh Thái gửi chị. Anh Thái gửi chị. Xong rồi có mấy nghệ sĩ mà thấy chị hay trò chuyện á. Ừ. Cái xong anh Thái kêu em muốn tặng ai em tặng. Thì sáng chị gửi tặng cho Bình Tinh. Xong rồi gửi chị Ngọc Quyền nữa nè. Chị Ngọc Quyền nhiều dữ vậy? Đây luôn sao? Không, cái này là cái thùng người khác gửi. À. Cái này là cái viên uống nội tiết. À. Uống nội tiết. Đây còn 5 thùng này chị gửi cho ai? Từ từ để hỏi bé Hạnh coi. Ủa Hạnh ơi sáng giờ gửi chị Bình Tinh chưa? Gửi chị Bình Tinh một phần nè. Dạ. Nói chung để úp con sâu này nha. Sợ nha. Gửi chị Bình Tinh một phần nè. Gửi cho thầy Minh Nhí một phần nè. Dạ. Nghệ sĩ Châu Thanh một phần nè. Chị Ngọc Quyền một phần nè. Rồi còn dư một phần á. Còn dư một phần á? À? Của Hạnh hay là của Lắm? Không. Làm sao đến lượt Hạnh được? Cái gì vậy? Của chị Dung mà. Lắm đâu dám xin đâu. Không. Cái này lên trên phe Hạnh đưa về. Vậy hả? Vậy nếu chị cho Hạnh thì em xin. À, đây. Thì xin thiệt chứ bộ. Trời đó tiền ship mà anh Thái kêu là hả? Không, cái này của em đó. Ừ. Ủa là gì chưa? Ghê vậy. Vậy hả? Thì bây giờ là gửi một phần cho nghệ sĩ Bình Tinh nè, một cái chị Ngọc Quyền nè, một cái là nghệ sĩ Châu Thanh nè, một cái là thầy Minh Nhí nè. Ừ. Là còn dư một phần của nhà mình đó. Giờ đánh nhau chảy máu đầu mới được hộp ốc à chị. Thôi hôm nay nhường cho Nấm đi. Nấm chỉ cần tối nay thôi. Sao vậy? Lần sau anh Thái gửi Nấm sẽ mua khác gửi ra. Gần cháy hàng rồi hôm bữa Hạnh ấy á hả là. Thế là hả? Không có còn đâu nữa. Rồi giờ bên đây Nấm qua đây chơi nè cả nhà. Ra đây ngồi các bạn ơi các bạn. Ra thì cũng ôm một thùng. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Ủa? Ờ không theo vậy luôn sợ tôi lấy mất. Đấy còn đó lấy đi xin đi. Trời đất ơi cũng không có tử tế gì đâu cả nhà ơi. Trời ơi chị tối nay mời chị đi ăn á sợ. Là... em mới lên cái chức giám đốc nên thôi lỡ có cái này đi hải sản. Tối nay em với Kiều tính đãi ốc đúng không? Đãi ốc. Vậy xin ốc theo chi? Mang để đỡ tốn chi phí mang này ra cho người ta nướng. Trời đất ơi. Mời Hạnh nhá. Mời Hạnh nhiên mà sao nó nghe nó ngưỡng lắm. Mời Hạnh ra ăn ra ông các bếp. Không còn này gì nữa. Ôi, cà na. Em cũng tốt lắm chứ bộ. Nói chung là cũng nhằm mục đích ra để quay cho bà con cô bác biết là em lên chức là thứ nhất. Thứ hai quảng cáo ốc đến cái người bán ốc ở đó. Người ta thấy ngon người ta nhập thì sao? Để nói Hạnh nghe nè. Hạnh có biết là Nấm mới lên chức gì không? Chức gì? Đại lý à? Phân phối à? Người ta nên giám đốc chứ đại lý. Người ta một nước lên mây. Ừ. Lên tới đâu? Nên tới trời. Giám đốc rồi. Giám đốc hả? Giám đốc. Ừ. Người ta làm giám đốc rồi. Rồi hôm nay khao lớn đi. Thì đây, mau lớn đi. Chạy cái thùng đấy không khao chứ tự nhiên. Biết cái quỷ vùng đắp yêu thương không? Dạ biết. Giám đốc công ty vé số đại lý vùng đắp yêu thương mỗi sáng bạn là ê, sao khinh thường vậy? Ra bán vé số. Sao khinh thường vậy? Người ta đi bán vé số cũng là nghề chứ bộ. Còn này gì vậy? Này là quà cô gái quê. Trời hả? Cô gái quê tặng cái gì vậy? Cái này cũng là của cô gái quê nè. Đó. Trời cô ơi. Cô gái quê tự làm luôn á. Trời ơi thiệt chứ thương ghê không? Sau 4 ngày mà anh Thái giam giữ đội nhóm của Anna thì giờ là về là quà cáp là rụng rịnh nè cả nhà. Ôi, xin cảm ơn mọi người nhá. Khui cái khô của cô gái quê đó. Mang cái khô này đi, người ta nướng cũng được. Thấy cái mặt của Nấm phải giật lại liền. Trời đất còn, ơi. Còn cái này cũng được nè chị. Đem theo luôn. Đem theo luôn. Hôm nay là Nấm với Kiều là chính thức nguyên giám đốc dung đốc yêu thương trao lại giám đốc cho bên Nấm. Thành ra là hai bạn hôm nay sẽ mời ăn ốc cả nhà. Đó. Nói chung là cũng thương chị Kiều với cả nhà. Nói chung chị Kiều quản lý cùng với chị Dung nguyên cái nhà khoa rồi. Xong rồi cũng chạy tới chạy lui đối tác này kia.
mà có mỗi cái Dung Đắc yêu thương thôi mà không có phụ được, thôi xin cái chân phụ mua đồ. Ê, cái này đem theo nha, cho người ta nướng nha, hoặc là người ta chiên nha. Là cái này với này là rồi đó, mình chỉ kiếm ra ngoài chỗ đó. Còn mình... gì không Hạnh? Còn gì nữa không? Tôi phải chạy ra chút vậy. Chị ơi, cái này em thích kìa. Ui, cái này khô cá sặc cái gì ơi. Khô cá sặc hả? Chị ơi, cá rắn. Này mà sặc cái gì bà, không biết ở miền Tây mà không biết miền Tây có cái cá gì à? Tôi miền Tây, nhưng mà Tây Nguyên. Cá này đâu phải cá sặc. Chứ cá gì? Cá này là con cá thôi. Trời mệt ghê, cũng là con cá luôn. Nhưng mà không không phải cá sặc. Rồi còn gì nữa không? Này mang đi được rồi chứ. Thôi hai phần cô gái quê là gửi. Không, cái này chị ăn rồi, của cô gái quê bán ngon lắm. Thôi em thích ăn này. Cái này nó mềm. Ok, này nó tươi. Không, nó không có bị mặn nha. Đồ cô gái quê làm nó không có bị mặn, nó vừa. Cô gái quê hay cho quà mấy chị em lắm. Cảm ơn em gái Liễu thân yêu rất là nhiều. Liễu Liễu. Nói chung là chuyến này em không tặng chị cũng hơi buồn nhưng mà. Nè. Nhưng mà thôi chị ăn ké là chị vui rồi. Chị cảm ơn em, lần sau đừng quên chị nha Liễu. Quá trời, nó đưa đậy luôn cameraman. Không có nuốt nước miếng rồi gực. Bé ra đây ăn, bé ra đây ăn, bé ra đây ăn. Ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây. Ngon không? Ngon. Không, cô gái quê làm cái này ngon. Có muối chấm không? Dạ không, cái này vừa đủ. Không ngon. Không. Mà ngon nhức nách vậy ạ. Biết lâu không? Ừ. Bạn trộm nhà xóm á. Bởi của anh trộm nhà xóm à? Của anh trộm nó mới ngon. Bỏ cái cá xuống đi bé hạnh. Ý là cà na bán trộm của hàng xóm hả? Bà khai bạn trộm nhà xóm á. Bà kêu là nếu mà không hái á thì để nó rụng cũng dơ đất à. Trời ơi. Ngon ha. Mà đợi em xuống nhà anh Sang hư hữu á. Quả nó không to vậy. Không. Quả nó to à. Nó làm cái vị rất là vừa luôn. Nó hơi hơi ngọt ngọt, hơi hơi mặn mặn, hơi hơi chua chua. Ngon. Hơi cay. Nói chung tí cay. Xin bịch mang về, cái này xin thiệt này. Xin bịch mang về. Trước kia đem về xin thiệt đúng không? Xin thiệt, cái này xin giả đúng không? Cái này xin thiệt, có cái này xin cho mọi người ăn. Cái này là xin thiệt để mang về ăn. Trời đó. Ơi, nó phải phân biệt rõ ràng. Người ta đãi mà ta lại còn đãi mà còn xin thêm nữa. Đâu? Mang về. Đãi là cho mọi người biết đến ốc bác bếp của anh Thái ăn cá cho biết. Đi trả cho cô gái quê cứ nghĩ xấu cho Nấm Bi hơn. Nấm Bi thiếu cha thì tiền. Giám đốc mà người ta giám đốc vé số mà biết ngày bán được 20 tờ vé số nhiều lắm chứ. Ngon nè, ngon nè. Không ngon biết sao mà anh thấy quà cáp nhiều vậy không? Hay chị đòi hoài không cho bé Hạnh, không cho Nhi, không cho Loan rồi Hiếu rồi đó, tiêm 4 người á, chị về trước. Ừ, chị nói cho xuống hỗ trợ 2-3 ngày. Ừ, ổng giam luôn 4 ngày ông mới cho về. Được rồi. Mang đồ theo 2 ngày mà phải ở lại 4 ngày. Đại lý rồi đấy, ăn chơi đấy. Ăn chơi đấy. Tới nắp luôn. Dẫn thế đi. Có cho ra nhà vườn hái gì không? Không có, thời gian làm sắp mặt xin đi chơi, không cho chơi. Bảo em xuống đây đi làm hay là đi chơi. Trời trời. Trời trời trời, mở ông Thái luôn này trời. Dưới nhà anh Thái luôn nè. Đúng rồi, hôm nay là nhà anh Thái. Nhà anh Thái đó. Rồi ông có cho ăn uống đồ này kia đàng hoàng không, tử tế không? Không biết đàng hoàng tử tế không mà cứ tới giờ trưa lỡ xìu xuống như nè. Nó mệt quá hả, mắng? Không có đâu, nó mệt mà nó đói. Tới cái bữa cuối cùng là biết ăn gì không? Bánh mì. Ủa? Còn gọi điện về cho sếp nữa chứ. Nè tụi nó mỗi đứa nằm một góc đây cầm một ổ bánh mì nè đó. Vậy nữa. Ý nó không ăn nổi đúng không? Mệt quá hả? Đâu mệt cỡ mấy cũng ăn được mà. Ừ. Được. Vậy cái đang nói anh Thái nó không cho ăn đoàn hoàng đúng không? Đúng rồi đó, chính xác á. Anh có dẫn đi ăn bánh xèo không? Dạ không. Vậy nó không cho đi ăn bánh xèo ấp sổ rồi. Vậy là không cho thể. Đi ăn bánh xèo ấp sổ rồi. Rồi có dẫn đi chùa bánh xèo không? Dạ không luôn. Chùa bánh xèo tít ở Tịnh Biên cơ mà chị. Xa lắm. Mà cách mấy chục cây thôi mà. Mấy chục cây nhưng mà mình làm gì có xe đâu. Mình có xe ơi. Xe. Người ta phải ở nhà đóng ốc các bếp đồ, thời gian đâu mà dẫn mấy con cám này đi chơi được. Đó, bởi. Không, mấy ngày đó là hai vợ chồng đi với mấy con cám này hết luôn. Đúng rồi. Thì đi làm đó, người ta xác định đi làm người ta đâu cho đi chơi. Vậy mà hứa với chị là anh sẽ dẫn tụi nó đi ăn bánh xèo ấp sổ. Ấp sổ. Rồi dẫn tụi nó đi chùa bánh xèo. Còn không được gặp em thắm gái thân yêu của Nấm Bi à? Hôm đó có nói là đi vô thắm. Nhưng mà anh kêu xa lắm, ở gần đây bà con cô bác đang đợi đông lắm anh ơi. À vậy để là con đông bà con cô bác để đợi thôi. Làm ra làm sao trách được anh Thái, người ta tất cả là vì Dena Care.
làm sao chắc được. Vậy là bao nhiêu cái anh Thái hứa hẹn với lại chị là để cho mấy đứa ở lại nó dẫn nó đi chỗ này chỗ kia là không có rồi đó. Chết rồi anh Thái, đến tự nhiên thì đang quay clip mấy bà ơi bốc phốt vừa thôi. Không, đến cái tối hết làm rồi mọi người vẫn còn năng nổ lắm. Đi chơi. Ở đây không có gì chơi hả em? Alo, ủa không có gì chơi hết em? Ừ nói vậy á. Vậy thì bắt xe xuống Bến Tre mà chơi. Nhưng ở đây không có cái gì chơi hết em, người ta đóng cửa hết rồi kìa, ngoài kia tối thui à. Công nhận. Ừ. Nhưng mà lại kéo thêm mấy cô qua làm già đúng không? Ừ. Bữa đầu tiên thì có, nhưng bữa thứ hai là anh cũng mệt rồi. Thôi anh đi ngủ đi chứ, anh không còn sức nữa. Anh đuối quá à. Vậy luôn á. Mọi người ngủ ở đâu? Mọi người ngủ ở khách sạn. Thôi anh ấy cũng mệt, người ta tuổi cao sức yếu rồi, phải thông cảm. Mình sức chạy hừng hực, làm sao so sánh được. Người ta đây, mình là chỉ khám gia thôi, người ta còn phải ốc các bếp này. Đấy, người ta còn phải gia đình để dẫn mọi người đi này, thông báo với bà con này, người ta trăm công nghìn việc. Cảm ơn anh Thái nhá. Trời ơi. Nãy giờ này em nói là anh giờ, không đấy. Nãy giờ nói là chỉ được cái thùng đó thôi đó. Xíu nữa xếp qua chơi chị Bình Tinh nè. Nghệ sĩ Châu Thanh nè, nghệ sĩ Ngọc Quyền nè, nghệ sĩ Minh Nhí nè, bốn phần. Có thông tin chưa? Còn một không? Phần này á, để xíu nữa cho hai giám đốc dùng đắp yêu thương. Dùng đắp yêu thương, bữa sau người ta là no hậu cần này kia không đấy. Không cho người ta ăn uống đồng hoàng đi, lấy sức đâu mà bê đồ. Còn sáng giờ qua bê đồ không á. Nói câu này xong cái tự dưng anh Thái nó kêu, ôi sao mà nhột dữ trời. Ôi cũng mừng cho anh Thái, anh Thái cháy hàng ốc là mừng cho anh Thái dữ lắm. Nhìn cà na biết không, sáng sớm chưa ăn gì, mua cà na về mấy đứa ăn đi. Dễ thương. Anh Thái vậy đó, tèn tèn vậy thôi nhưng mà tốt bụng, dễ thương lắm. Không, xuống nhà anh Thái ăn rất là ngon nha. Nói chung đồ miền Tây thì em thấy ngon. Chị Hạnh nấu ngon nè, rồi ở dưới đó món gì cũng tươi á. Món gì cũng tươi lắm. Quê mà chị, kiểu như người ta tự đánh bắt được á. Rồi cái rau, cỏ, quả này kia cũng tự hái được. Nên đồ nói chung là người thành phố mình thì thích ăn cái món quê dân dã. Ví dụ có con xuống mà có con gà hay gì ở nhà nuôi á, nó ngon hơn hẳn là so với mình đi chợ mà mình mua được con gà đúng không? Nó khác hẳn. Đợt này á, đợt rồi đi miền Tây này chị phát hiện ra nhiều cô chú anh chị bị nấm á. Bị gì? Bị nấm, nấm móng tay móng chân này, này kia này. Nấm. Ừ. Xong rồi bắt đầu là mới lấy cái kem đa năng này về. Kem đa năng hả? Là nấm là dị ứng hay là viêm da rồi này kia. À, kem đa năng này là đây em đọc công dụng này. Kem này dùng để bôi da, giúp ngăn ngừa và làm giảm mụn, giảm mờ các vết thâm do mụn trên da. Cái mụn này là mụn do côn trùng đốt nè, muỗi đốt nè, bị bấu nè, bị tát, bị đánh nè, đó nó gọi là thâm nha cô chú anh chị. Hoặc là bị phỏng cũng bôi được luôn. Bị phỏng. Nói chung là làm mát, làm dịu da đó cô chú anh chị. Nhưng mà chưa đó phòng lắm đấy, tại vì mũi chưa đó nhiều. Đúng, đúng. Cái này đặc biệt là các vùng nông thôn á, mình cần nhiều vì nó ao tù nước đọng á, cây cối nhiều sẽ dẫn có nhiều mũi, nhiều côn trùng. Như đặc biệt mùa hè cô chú anh chị là nó nhiều. Vậy cái này chị bán hay sao? Hay là tặng hay gì? Chắc là bán. Bán. Cái này lấy của chị Mai Á Châu á, nhà thuốc Á Châu á. Nhà thuốc Á Châu, ô Á Châu nổi tiếng lắm nha cô chú anh chị. Nhà thuốc Á Châu là nổi tiếng, công ty dược mỹ phẩm nổi tiếng á. Nó. Cái này chị tặng em hả? Có ghẻ không? Em thì em không ghẻ. Nhìn bề ngoài là không có. Không, còn, không có. Còn chỗ nào nữa chỉ không? Là đây, thuốc này thẹo bê đồ bê vác này, thẹo nguyên tay này, đó. Nám. Đừng cho nấm nữa, cho Hạnh đi. Ủa? Ê, hôm nay từ mai không cho Hạnh quay clip với em nha. Hạnh tranh đồ với em không à? Ủa giờ là hai đứa bị ghẻ hết luôn á hả? Không phải, con không ghẻ, không hề ghẻ luôn. Nhưng mà về nhà anh Thái xong tự nhiên nó nổi lên kim cương hột xoàng đầy người. Kim cương hột xoàng à? Mũi chích á. Vậy thôi, nhờ cho Hạnh á. Cho Hạnh nha. Nhờ Hạnh. Nói chung này là xin thôi để phòng ngừa thôi. Chứ tại vì nấm ở trên chung cư á, thì không có bị muỗi, không bị gì hết trơn á, nhưng mà bị bỏng. Xin để đem đi tỉnh. Xin được đem chanh đi tỉnh. Chanh nấm hộp, chanh nấm hộp cho Hạnh hộp. Yeah. Cảm ơn, để cảm đem ơn chị. Cái này rất là cần. Đúng, không. Trong mấy nhà nữa, ai cũng nên có một hộp. Mấy nữa người ta đi quay phim với bà Dung nè, quay vùng nông thôn. Quay á, cái đem cho đoàn xài, đem cho đoàn xài. Nhưng mà cái này đó chị Hoa sau khi bị cắn. Còn nếu mà trước thì đang nói này, đang phải chị Dung phải kiếm thêm một cái gọi là xịt côn trùng nữa. Không có luôn, khỏi cần kiếm. Ghê vậy? Biết đâu không? Đâu? Tinh dầu. Cái tinh dầu của chị Dung có. Nhà em có, được tặng. Đợt trước ngôi sao miệt vườn chị Dung có tặng một bộ là có cái đó.
thoa lên. Trời ơi, là chuẩn bị đồ để chuẩn bị mình đi phim đó hả? Để mình trời ơi chồng. Em xin là xin cho phim không đấy. Người ta không bụng lắm. Người ta không có xấu bụng đâu, em bụng em nó tốt lắm. Đó. Trời ơi, nó ngon, ăn không dừng lại được luôn á. Thì ăn ít thôi, tí em còn mời đi ăn hải sản. Xíu sót ruột không ăn được hải sản. Ăn ít thôi chị. Mà thôi chị cứ ăn nhiều cũng được, đỡ tốn. Ăn xong xíu uống nước no mất tiêu. Đúng đúng đúng, ăn đi nấm, chị. Nấm nó đãi mà giờ nó xin một thùng ốc, xong rồi xin thêm bịch khô nữa. Là xin đi ra ngoài bịch đó. Luôn, chứ đâu phải một bịch. Đi ra ngoài đó chắc kêu mấy chai nước suối với mấy cái nước ngọt là xong rồi đó. Uống nước ngọt, nước suối thôi chị, nước ngọt hại lắm. Ngày bán có 20 tờ giấy số. Chị uống nước ngọt nó không tốt cho cơ thể. Uống nước lọc đi. Nước lọc ở nhà có, mang cái một cái bình. Quá trời. Nắm tin không? Qua tới nơi cái người ta là... Nói chung tí về thân tàn ma dại người ta oánh á. Người ta oánh giá nữa. Không chỉ oánh vào thân mình mà oánh giá cái tấm này là mình không có tốt á. Mình ăn xa xa mấy cái quán mà chị hay ăn chứ không có để bữa sau người ta miễn tiếp á. Vậy hả? Ừ. Thì thôi chỗ quen nó mới dễ chị ạ. Chỗ quen dễ nhờ. Chứ mấy chỗ lạ người ta không giúp đỡ đâu chị ơi. Ăn chỗ quen đi. Hà Đô cũng được đấy. Nói chung là cảm ơn anh Thái. Mấy cái món này là em có xin về rồi nha cả nhà. Lần nào xuống là anh Thái hoặc là cô gái quê cũng cho cả na đập dập hết á. Đó. Thì cái món này là đặc sản rồi, ngon lắm. Ai mà đang ăn rở này, đang mang bầu là thích ăn mấy món này lắm. Mà nấm bi thì chưa có. Ăn đó. Thì ý là nấm bi chưa có mà nấm bi cũng thích ăn. Nghĩa là cái này mọi lứa tuổi đều muốn ăn. Không. Đều thích ăn. Bữa trước á là cô gái quê làm cho chị ăn lần rồi chị rất là mê. Ừ. Sau đó là hôm xuống nhà anh Thái là gặp cô gái quê đòi ăn cà na. À vậy là chắc bạn mới về, bạn đi hái nè. Bạn mới rất, đi hái nè. Em gái Liễu là rất là tuyệt vời đó. Có đúng là cô gái quê, có nghĩa là chân tay việc nặng gì là cô làm hết á. Ừ. Giỏi, tóm lại là cô gái quê giỏi. Việc gì cũng tới tay á. Cá là cũng tự làm nha. Ừ, cá tự làm khô đó, á. Đúng. Hôm bữa cầm đây chị là nói là em vừa mới sấy xong luôn á. Nói chung là chăm chỉ. Ai lấy được cô gái quê là nói chung phúc thì không biết nhưng mà đủ ăn đủ mặc đấy, cái gì cũng biết làm, không lo về cơm cháo gạo tiền. Tại trong nhà là có đồ ăn sẵn rồi. Đúng, cái gì cũng có làm là được sẵn hết, chỉ cần nấu cơm thôi là được rồi. Mà người xem clip của cô gái quê là lúc nào cũng đi vườn tược, đi bắt cá bắt cua bắt ếch không à, lo gì đâu, giờ chỉ việc lấy về rồi đi làm thôi. Cô gái quê là lo hết cơm trong gia đình luôn rồi đó. Ý là mình làm cái clip này để mình gả chồng cho gái quê hay gì em không biết nữa, làm gì đã thân thiết mức mình biết có bạn trai hay chưa. Uh-huh. Yeah. Còn đấy anh rồi. Thái thì giờ cảm ơn anh Thái. Nói chung là cũng đến giờ chuẩn bị mình đi ăn thì em sẽ mang cái này ra em giới thiệu cho anh Thái đây. Mọi người ơi, đây, người anh của tôi, người anh tèn tèn của tôi. Đó. Xíu nữa mình sẽ đi ra ngoài đó để mình quay tiếp nha. Để mình coi ra ngoài nhà hàng người ta có cho mình ấy không. Ủa sao chị phải quay 10 clip đi. Clip này em được lên chức rồi chị phải quay 10 clip để quảng bá cho bà con. Xíu đi, với lại để coi hôm nay là hai giám đốc sẽ đãi mình ăn cái gì á cả nhà. Xíu trời ơi, em đãi chị Sơn nha. Hào Hải Vị. Đây, ốc này là Sơn Hào Hải Vị rồi. Xíu nữa chị sẽ đãi tiếp. Ok, ok nha. Dạ okay. Vậy bà con cô bác chuẩn bị mình sẽ ra quán ốc nha. Dạ cả nhà chờ nha cả nhà. Đi vô đây. Trời ơi chị ơi sao quán này ý là trông em thấy nó mắc tiền. Mắc là mà mắc đi ăn ốc. Ôi, mà ốc em tiếp tiền cho chị á. Đâu có, bữa nay em với cái Kiều trả tiền. Em với Kiều trả tiền à? Ờ. Ừ thì em với Kiều trả tiền em thấy nó mắc. Ê, có sao đâu, mình đi ăn ốc mà nè, hồi nãy nói đại ốc đúng không? Ốc hương, thấy không? Ôi, thấy ốc hương không? Chị ơi, em... Đây hả? Ở đây không biết có thuê người nhân viên rửa chén rửa đồ không ta? Ôi, nhìn nhìn con sâu biết, trời ơi, nó bụi chào á luôn, thấy không? Nhìn thấy ốc hương nhà người ta không? Đó. Ôi, cái này không ngon bằng ốc gấp bếp đâu chị ơi. Ốc gấp bếp có. Nói chung là không ngon đâu, đừng gọi. Cua. Chị ơi, con này em thấy nó ngon nữa. Trời ơi, nó còn đang sống sờ luôn nè. Nay có đãi chị ăn con này không? Hả? Nay có đãi chị ăn, ở đây rẻ lắm. Ở đây rẻ? Ờ. Đúng rẻ không? Rẻ. Đãi con này à? Thôi, con này ăn bị gút, bị người gót á. Ăn con này bị gút hả? Bị gút á. Này em lên trước giám đốc mà. Ôi con tôm này ngon, em thấy con tôm này nó ngon đâu. Con to vậy
tôm này ngon. Cái ăn tôm này á? Ăn tôm này đi chị, con em thấy nó nhỏ nhất ở đây. Nè, ốc nè, ốc này biết ốc gì không? Ốc này ốc ốc đỏ. Ừ. Ốc đỏ. Còn con này biết con gì không? Ủa, ốc này ốc nướng mọi ngon lắm chị ạ. Nướng mọi hả? Con này là ốc 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 khác. Tôm tít. Tôm tít. Ốc vòi vòi kìa. Căng đêm nay cao tít. Con này là tôm tít. Tôm tít. Ừ. Tôm bề bề đó. Ừ. Ôi ôi. Ốc cừ à? Ốc khế không? Không biết luôn. Nên nhưng mà sao mà. Trời con ơi. Con này là con ngao hai còi. Trời ơi, ăn gì được chị, sao em thấy mắc tiền quá. Bữa nay em với Kiều Trời ơi, con gì đây? Cá trần. Phải không ta? Mà ăn được không? Không biết. Con này làm gì ăn, con này trưng bày thôi chị ạ. À. Không biết nữa. Ồ, người ta ăn cá mập luôn hả chị? Không biết luôn. Ôi ôi. Ôi. Đó, cái này cái gì ta? Cái này cái gì cả nhà? Con này con gì vậy? Con cá, cá đấy là cá rô phi á chị. Nè, em chị chẳng biết gì cả. Đây là cá rô phi. Cá con đấy là rô phi. Con này là cá chấm. Thì ra nó cắn như bây giờ ở đó mà nói. Ủa, nó con cá rô phi. Con này là con cá chim. Cá chim. Ủa cá chim gì lạ ta? Con này là con cá chấm đấy. Cái này cá biển biết không? Con này á, con này cá mặt quỷ này. Đó. Này thôi vậy không đãi cô kia thì cho anh con này không? Con này đi. Mà em thích ăn con này chị à. Bạch tuộc này mà cái gì nhúng giấm á. Nhúng giấm à? Ngon lắm. Ok. Đây để em vớt cua cho chị ăn. Ở đây Kiều đâu, một mình em rồi xíu nữa em trả tiền sao? Chị Kiều đâu nhỉ? Ý là chị Kiều hẹn em đến đây. Hay là hẹn chị đến đây? Kiều hẹn đây trước rồi đúng không? Em đâu biết đâu. Ý là tại sao chị dẫn em đến, em tưởng là liên hệ chị rồi. Thì hồi nãy Kiều nói là qua quán này đó. Ủa vậy hả? Thôi đi lên lầu kiếm Kiều coi sao đã. Hay là chị gọi người ta. Ủa chết rồi. Thì quyết định nha, bữa nay là con gì trong này cũng được ăn đúng không? Ơ, gì ấy, để em hỏi ở đây xem có thuê nhân viên không? Chị, hai đứa hứa đã chị ăn bữa nay rồi mà. Quán này là quán ốc ngay gần nhà nữa, nó tên là quán ốc lạ luôn. Ngày em bán nó có 20 tờ vé số đó chị. Mà cũng rồi. Không phải tiền của em nữa. Rồi, lên đi là thích, lên đi là thích. Trời ơi, không phải em tiếc chị gì đâu. Nhưng mà ăn này là mình, nói chung là ăn nó... Nói chung là em cũng giật giật mấy chị. Thì hai đứa trả tiền mà, bữa nay dẫn chị ăn ốc thì cứ ăn thôi. Trời ơi, Kiều vô tới nơi rồi đó hả? Ôi. Dạ. Trời ơi, em đang tính gọi luôn đó chị Kiều. Thì họ kêu gọi anh đấy, ngồi chờ đến giờ mà. Ôi hả? Trời ơi. Đây là giới thiệu, đây là ốc ương hấp xả nha. Ôi ngon vậy. Tôm nướng mọi. Cần vô hồi nãy mới coi con ốc ở dưới đó. Nếu hai còi. Đây là xào lông nướng qua hành. Và đây đặc biệt tên. Ốc các bếp. Ghê trời. Của anh Thái đó. Ủa? Là đưa qua đây không nhờ ta hấp luôn hả? Chứ sao đó. Đây. Quá trời quá đất. Ngồi xuống đây muốn gọi thêm quá chị không thấy tiếc nữa. Thấy ngon. Thấy ngon hả? Thấy ngon. Ôi, nhưng mà chắc nhập tiền đi, nhập tiền đi. Trời ơi, cái con tôm nó bự nè. Đấy. Dơ cái. Sao vừa nãy chị chê nó nhỏ. Dơ cái ngón tay lên rồi đó, thấy chưa? Trời, bữa nay người ta lên chức, người ta đãi ăn. Ủa, sang xịn chấm mạnh. Mừng chị trao cho em cái vương miệng. Trời ơi, nè. Đó. Hát liền thấy chưa? Thiệt chứ. Sao bữa nay em cho ăn sang vậy Kiều? Chị nhớ mấy bữa em cho ăn bún đậu mắm tôm rồi này kia thôi mà. Ủa, đỉnh hỏi thì em ăn buffet Novotel rồi, chị thấy công ty mình đi ăn hả? Nghĩa cái đó là buffet Novotel rồi, Rex rồi, Hoàng Yến rồi, các hai loại. Cái đó là công ty cho đi ăn, còn này hai đứa đãi chị nè, sao bữa nay tụi em cho ăn sang vậy? Em đâu có được gọi menu đâu chị. Chị kêu lên chị coi. Thì nắm nói với em là kêu tôm, ốc gì đó. Xong rồi em chọn ốc, con nắm nói ốc lạ, đi ăn cho lạ. Thôi. Chứ mình ăn, em tính gọi có hai món à, chị Kiều. Ý là kiểu món gì với món gì? Ý em cũng hai món thôi, nhưng mà đều tới đây chứ không có hai món đó. À, là do ai nha chị? Dạ, người tính là như ốc xả đó. Với lại là ốc dừa sò bơ. Ốc dừa con mini mini á chị. Con ốc chắc cũng... Cảm ơn em. Rồi hiểu rồi đó. Trời ơi, được nha. Không được nha. Nói chung là vừa nãy thì em thấy nó hơi mắc á, nhưng mà giờ thì em thấy xứng đáng. Xứng đáng ạ? Xứng đáng. À, tại vì đây là lần đầu tiên mà em được ăn cái con ốc hương nó to cỡ này á. Ăn ủng hộ anh Thái trước đi. Ăn anh Thái trước đi. Ôi, con đấy nó to gấp đôi con này chị à. Ừ. Mời nhưng mà nóng. À, đi đạp à. Ai ủng hộ thì ủng hộ đi với chị ăn con ốc hương cỡ này nha, chị mới ăn á. Dạ. Cảm ơn em. Thôi em ăn ốc các bếp đi, ốc các bếp cũng ngon á. Thảo ốc các bếp ngon lắm mà chị mới ăn với nhà anh Thái, giờ chị ăn con ốc hương trước nha. Nè bé Kiều. Cho cameraman ăn. Từ. Từ, nè. Dẫn nó vô lại.
kéo ra. Ủa cách ăn vậy hả chị? Từ để ra kéo nó ra hết luôn á. Đâu, xem nó to úi rồi ôi nó to. Trời ơi, đây chấm cái muối của anh Khải nào. Không ăn ốc hương nhưng mà cũng chấm muối nha anh Thái nha. Dạ mời cả nhà mời. Đây, đây là ốc các bếp của anh Thái này cả nhà. Ốc các bếp nha, cho em nói vậy, ốc các bếp là ngon nè, nhìn rất hấp dẫn nha. Muối chấm nó ngon. Ôi thơm thơm. Nó sập đó. Nó sập. Trời nó ngon nhất mắt luôn á. Trời ơi chị ơi. Chị đang khen ốc hương nha. Thôi chị ra chỗ khác đi. Anh giờ thấy ốc ở bếp nè. Có bác ngon vậy chứ. Thôi mời bà con cô bác ạ. Dạ. Hiện tại chúng em thì đang đến một quán ốc và ngày hôm nay nhân cái dịp là rửa chức bé Nấm lên cái chức giám đốc hậu cần. Đấy. Thế giám đốc nhà khoan giám đốc Kiều. Kiều giám đốc Kiều dạ. Thì chị Kiều chị cực quá rồi nên là bây giờ em phụ cái chân hậu cần. Ấy bàn giao cho em cái chức vụ mà ăn uống thì phủ phê được chút. Thì cũng cảm ơn anh Thái là nhân cái dịp anh Thái này tặng cho mọi người ốc các bếp. Ê tiện em review luôn chứ cũng không có ý định là lấy ốc của mọi người đi review đâu. Không. Ý là nó đưa theo để cho hai đứa nó bớt tiền đi chốc quá cả nhà. Không có, chị nghĩ xấu em. Chị nghĩ đúng luôn. Ngon nha. Ngon. Đó, rất ngon. Rất ngon. Rất ngọt nha. Quán có phụ thu không Kiều? Dạ. Rắn có phụ thu không? Dạ, có chứ. Ý là mình chơi như vậy luôn á hả? Mình đưa ốc vô xong rồi người ta phụ thu luôn, mình cũng chứ mình luôn. Đang ở quán ốc luôn á chị. Dạ hả? Dạ. Mà ngon lắm luôn á. Thử có ốc dừa. Béo lắm. Ốc này thì dừa thì em thấy cái ốc các bếp ngon quá à, em không cưỡng lại được luôn á. Không. Mùa này á là ăn ốc là anh Thái làm ốc rất là ngon. Dạ. Thôi, đây ốc các bếp nè. Chấm nó vừa thôi mặn. Ăn không. Vậy đó hả? Người ta vậy người ta mới cảm nhận được là mình nó ngon thiệt. Vậy hả? Dạ. Yeah. Chù cha ơi nó hấp dẫn cả nhà ơi. Wow, bữa nay em cũng không ngờ là bé Kiều với lại bé Nấm nó đãi Dung ăn lớn vậy á cả nhà. Thiệt á. Cái quán này á là cái quán nó nằm ngay gần nha khoa luôn, phía sau nha khoa. Tuyệt vời. Ấy là mình cũng ăn đây mấy lần rồi để có gì mình cái gì khách đó chị. Nhiều khách mình về á, người ta còn không biết cô chú anh chị không biết ăn ở đâu ngon. Nó chỉ khách ở đây ăn hoài mà. Hổm rồi á, em cũng thèm ốc các bếp anh Thái quá, em đập 6kg. Anh Thái ship lên hả? Anh Thái ship lên. Xong rồi anh Thái được cái tật là hay không lấy tiền. À, vậy đó. Cứ ship lên xong rồi hỏi nhiêu tiền là không có. Là im ru luôn. Không có lấy tiền. Trời ơi là trời, thiệt chứ. Hôm nay là ship một mớ đó đó, để bây giờ là về bắt đầu là hỏi em. Hỏi tiền là không lấy tiền này nha. Không lấy tiền, đó. Bây giờ chị chuyển qua ăn một con xào lông nha cả nhà. Nhưng mà ăn cái gì Dung cũng chấm với nước chấm của ông các bếp hết đó cả nhà. Nó rất là ngon. Quỳnh đang ăn ốc ở quán ốc lạ luôn á chị. Trời ơi ngon. Uống bia không? Em uống bia uống. Bà uống bia không Kiều? Không, em đâu biết uống bia đâu. Không có ai. Lát đi dậy nữa, lát đi dậy. Không có ai uống với mình luôn á. Nhưng mà lát đi dậy. Ngon. Đơn sợ nó nhầm quá. Tại thường thường á, mà ăn mà ngon vậy á, là muốn uống một ly. Thì gọi là một ly đi. Rồi có ai uống với chị đâu. Chị uống mình em đi. Thôi. Uống vậy nó buồn lắm. Thường tôm đi kìa. Ngon nha. Đây ngon mọi người nha. Nha, em review chân thật. Nó phải ngon nên em nãy giờ em ăn ốc anh Thái không à. Ốc của anh Thái bán nha. Ủa em cũng phải công bằng chút chứ. Không, ý là thật sự là ngon. Với này cũng đang thèm thiệt. Ốc của anh Thái thì siêu ngon rồi. Đấy, biết ơn chị Dung, chị Kiều tạo cơ hội cho được ăn bữa ngon lành. Không, chị phải biết ơn em với lại Kiều ấy chứ. Không, thì ý là vì nhờ có chị có cái Dung đắp yêu thương nên em mới được mời chị đi ăn. Ừ. Đó, nên là cũng biết ơn chị. Rồi, biết ơn anh Thái đó nè, anh Thái được ốc cho nè. Mà công nhận cái ốc của anh Thái nó ngon quá chị. Nó thơm mà nó không có, ốc rất là sạch luôn nha. Anh Thái còn nhiều món ngon nữa, Kiều nó chưa được ăn. Anh Thái hẹn xuống dưới quê á. Ừ. Về nhà anh Thái. Có cá lóc hướng đồng nè. Có món ếch này, có món chuột đồng này, có đủ thứ trên đời hết trơn á.
Cái hôm nào cho công ty đi chơi á, nhờ nhà anh Thái. Ngon. Ngon không chị? Ngon. Nhức nách gì? Nhức nách. Món này là món nghe hai cò này chị. Ừ. Ăn đi, ăn đi. Ăn gì, ăn gì, ăn đi. Cái quán này á, hải sản rất là chất lượng, ốc rất là chất lượng nha cả nhà. Tươi ngon. Ừ, cái này hấp thái. Hấp thái không phải hấp xạ. Hấp thái. Rồi cái này mình cũng chấm với lại chao chấm với nước nước chấm của ốc các bếp luôn. Đa năng quá ha. Ừ. Ấy chị còn lấy ra chị ăn xài ăn cốc nữa nắm. Ừ. Chị lấy ra chị ăn xài ăn cốc luôn cũng ngon luôn cái nước chấm này nè. Trời ơi nó ngọt gì. Rất ngon nha. Chưa ngon á. Giờ em sẽ ăn ốc hương. Ôi bà con cô bác ơi. Ngon quá chị ơi. Ai mà đang coi cái clip này mà buổi tối thì gọi như là mấy chị em xin phép xin lỗi nha cả nhà. Dạ. Đây cả nhà. Không phải lúc nào cũng được ăn. Mặc dù tiền của mình bỏ ra nhưng mà mình thấy ngon miệng. Là nó xứng đáng đúng không chị? Đúng. Đúng. Chị Kiều rất buồn nhảy. Vui. Hai đứa làm gì nước mắt nghẹn ngào vậy hai đứa. Trời trời coi kìa nước mắt rưng rưng luôn kìa. Ngon quá. Ngon quá. Rồi bây giờ tới con tôm nha. Sao bữa nay cho ăn tôm đại dữ vậy. Trời ơi mấy khi được mời chị Dung. Mấy khi. Nhưng em kêu là tại vì bóng kêu chị nhớ đặt bóng. Nắm kêu là nếu mà được chị nhớ đặt con tôm nó bự bự xíu. Đây thì Thư chị Dung ăn cho nó ngọt ngào á. Tại vì con tôm bự nó mới tươi á, mới ngọt. Vừa nãy em tính mời con tôm hùm rồi chị, mà nên đây thấy con tôm này cái dạ. Thôi thấy nó sợ ăn không hết. Cũng được. Không. Hai đứa đã như vậy là quá sang trọng rồi hai đứa ơi. Đúng vậy. Được không chị thấy ổn không? Được. Được. Quá được rồi. Chị á mà ấy là chị đãi đi ăn bún đậu mắm tôm thôi. Trời ơi, không sao ăn bún đậu mà ăn với chị em cũng thấy ngon. Thế sao chị mời em nha. Ok. Ngon được. Em thì thấy chị mời em à xôi. Xôi bánh mì ngay đầu đường. Xôi bánh mì ạ. Ý là mình mời các bạn toàn là bún đậu mắm tôm với xôi với bánh mì thôi phải không? Còn bữa nay các bạn mời mình là như vậy á hả? Biết sao dù sao mình cũng trân quý á, sếp mình không? Đi quay rồi suốt ngày vất vả. Nên ra mình nay bồi bổ. Bồi bổ chút. Vậy đó hả? Trời ơi thiệt luôn á, không ngờ em là biết bạn phải ăn sang em, luôn á. Em là biết em biết chị thích ăn món ốc len xào dừa nè. Nên là em kêu nè, với lại ốc ốc hương là lúc mà đi Dũng kêu chứ. Nhưng mà ngon. Tôm nữa. À. Trời ngon lắm cả nhà, cái tôm nó ngọt. Ngon. Không cưỡng lại được cả nhà. Anh nói là ốc anh Thái vẫn là quá ngon nổ. Luôn. Siêu ngon luôn. Chắc là mình xin phép mình ăn đây cho cameraman ăn đây xong rồi xíu nữa mình đúng rồi. Xíu mình quay tiếp. Xíu dạ. Mình quay tiếp. Nè. Ê, bà con cô bác ơi cho camera ăn xíu bà con dạ. Cô bác rồi chút nữa sẽ quay thêm nha. Quay thêm nha cả nhà. Dạ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Chị em ơi. Alo. Em mất luôn ơi. Dạ dạ em về liền bác. À dạ. Dạ rồi dạ rồi. Chị ơi em về nha. Bác gì gấp vậy? Trời lâu lâu mới ngồi âm với nhau. Tí xin gọi về gấp có việc có việc chị có mấy bệnh nhân. Đây nhà nhà chị. Dạ dạ em đi về trước nha. Là về hả? Đây 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 con trai nè chị. Thôi được rồi em đi đi chị em đi. Chị nhanh vậy trời. Ủa? Ôi vậy rồi thì em đang có điện thoại này ai gọi nè. Rồi thì nói chung cũng no rồi đó. Em ơi tính tiền em. Alo. Em nghe nè. Không biết nói gì vậy? Về á? Không ăn rồi. Có gì? Lên sang chơi à? Ờ để về liền. Đợi xíu nha. Ôi chị ơi em phải về liền chị à. Hùng Quyết đang làm bữa ở nhà mình Ngân sang chơi. À, thì giờ cũng về đây luôn nha. À. Em về luôn đây còn chai nước dư em cầm luôn. Chị nhớ cầm này về nhá. Em đi về đây. Ok ok. Dạ. Đi về nha. Bye bye chị. Ủa rồi. Rồi hai đứa nó mời mà.
Ủa rồi tính tiền á. Trời ơi, kêu hết mọi người ơi. Đâu có đâu đây là nãy giờ hai đứa đi dành tính tiền á hả? Đi dành tính tiền thôi. Em thì em đứng ngay cái cầu thang, em không thấy ai hết, em đâu tưởng nắm đâu. Trời ơi, cái gì đó rồi. Đưa cái bill đây. Đưa gì nữa, ý lại. Khùng mà, bill đâu có nhiều hết. Thôi, bữa nay ăn nhiều tiền. Sợ ăn bằng đấy mà nhiều cái gì, em nói thiệt không có nhiều nhé luôn. Cái bán này chỉ giá của nó, đừng có xạo lại mà mọi người thấy này tự nhiên một bảo trắng bảo đen được. Ủa không sao đi, không sao đi mà tại sao không phải hôm nay không có ăn nè. Ủa công ty nhận giám đốc có lời cái này phải hỏi nhiều em mời ăn với đây quay đi quay lại mất cái nhẫn nào kim cương là của em này em có chơi cái đồ giả lắm tôi biết rồi. Ủa chị nó nhìn vậy chứ lấy đầu phụ ra đeo không á cả nhà, lấy đầu phụ ra đeo không á. Ác quá hả, em đâu lấy nó tận đây đâu. Đây còn chanh nước à, đâu còn gì đâu. Nè thôi kệ, như là kiểu như ăn chanh là ăn vật vậy đó. Ủa thôi thôi chứ chị đều không có tiền nữa là em đâu chị phải được chưa, rồi. Ê, chị hỏi sao vậy? Chị đừng có chuyện em, thằng biết vậy thôi. Thôi, trời ơi, không có sao á, ý là sao ai mà dám đi ăn nè, đi ăn nè. Bữa nào mời em mời. Bữa nào mấy em nói ngồi thiệt mà. Bữa nay là công ty hội nghiệp, thành ra là công ty chịu trách nhiệm. Không phải, nhưng mà em có tiền, em là người có tiền.